Đến hẹn lại lên, giải đấu được nhiều người chờ đợi, thử thách cùng Tú Lan, Tú Lan Adventure Race 2019 tiếp tục được diễn ra. Hai ngày trước sự kiện, webthethao.vn đã có mặt tại đây để khảo sát đường đua. Và thực sự với chúng tôi, đó là trải nghiệm mà không phải ai cũng có trong đời. Chào quý vị khán giả, đây là dòng sông nơi sẽ diễn ra phần thi chèo thuyền của các vận động viên tham gia Tú Lan Adventure Race 2019. Như các bạn có thể thấy thì dòng nước ở đây rất là xiết và có những nơi trông có vẻ thơ mộng như thế thôi, nhưng có những khúc cua, những mỏm đá như thế kia là một thử thách thực sự cho các vận động viên tham gia phần thi chèo thuyền của mình. Bởi vì mực nước ở có một số nơi thì nó rất thấp và hầu như họ sẽ không thể chèo thuyền được và hầu như sẽ phải đẩy thuyền và cả 10 thành viên trong một team, trong một đội đua sẽ phải cùng nhau nỗ lực để đưa con thuyền của mình có thể ngược dòng thành công trở về đến đây. Đây chính là cái điểm kết thúc của phần thi chèo thuyền. Và từ đây về đến đích còn khoảng vài km nữa là các vận động viên sẽ hoàn thành phần thi của mình. Dẫu vậy thì 2/3 chặng đường vừa rồi cũng đã khiến cho các vận động viên hết sức là kiệt sức và chắc chắn là họ sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực của mình ở trong phần thi chạy còn lại. Và hy vọng rằng các vận động viên sẽ có được một thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho cái phần thi của mình được hoàn thành một cách xuất sắc. Bên cạnh những khung cảnh đẹp của Tú Lan Adventure Race 2019 thì các vận động viên sẽ trải qua một cung đường hết sức vất vả. Và như các bạn có thể thấy, đây là một quãng đường mà người dân bản địa người ta gọi là đường châu bò đi. Có nghĩa là con người rất khó có thể di chuyển ở trên đây. Tuy nhiên thì các vận động viên sẽ phải trải qua cung đường này với hơn 3 đến 4 km trước khi trải qua những cung đường là đồi núi. Và thực sự là với cung đường như thế này thì các vận động viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều sức lực để trải qua cung đường này. Vâng, đây là địa điểm hang Hung Ton, nơi các vận động viên sẽ hoàn thành phần thi bơi qua hang Hung Ton, thử thách qua hang Hung Ton trong ngày thi đấu thứ hai. Và các bạn có thể thấy được rằng là đây chính là chiều vào, tức là xuôi dòng của hang Hung Ton. Có nghĩa là các vận động viên sẽ phải bơi ngược dòng, tức là họ sẽ xuất phát ở đầu bên kia của hang Hung Ton, bơi qua đây bằng cách ngược dòng. Điều đó cũng rất là khó khăn khi mà hang Hung Ton rất là tối và nhiều đoạn là các vận động viên sẽ phải chỉ có một người bơi qua, nó rất là hẹp và rất nhiều mỏm đá sắc nhọn, điều đó cũng là một cản trở đối với các vận động viên. Và với người giành chiến thắng đầu tiên, người về hang Hung Ton này đầu tiên thì tôi có thể khẳng định đó là người chiến thắng, khi từ đây về đến đích chỉ còn 4 km đường bộ nữa thôi. Và đó là quãng đường mà ai cũng có thể hoàn thành một cách dễ dàng và chắc chắn rằng thử thách tại hang Hung Ton này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho các vận động viên tham gia Tú Lan Adventure Race 2019 năm nay. Osalit tại Tân Hóa và đây cũng là nơi xuất phát cũng như là điểm kết thúc của hai ngày đua Tú Lan Adventure Race 2019. Nơi đây sẽ là nơi ăn nghỉ của tất cả các vận động viên của 10 đội đua. Và thực sự thì mọi công tác chuẩn bị của ban tổ chức đã diễn ra hết sức là khẩn trương và mọi thứ đã gần như là hoàn thành để chúng ta có thể sắp xếp được chỗ ăn, chỗ ở cho các vận động viên. Và tất cả 10 đội đua đã theo như tôi tìm hiểu thì đã sẵn sàng và ngày mai chúng ta sẽ chào đón họ tại đây, nơi các vận động viên sẽ ăn ở tại đây và bước vào hai ngày thi đấu đầy vất vả của Tú Lan Adventure Race. Hãy luôn đồng hành cùng với Web Thể Thao và Hà Nội Marathon để đón chờ những thông tin tiếp theo, những thông tin cập nhật nhất của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả.